Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành NC đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái tựa game đó chính là Fishing Line, cuộc sống câu cá nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy để lại cho mình một like nhé. Và nếu như được 500 like ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Fishing Line. Và anh em đừng quên là click vào quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình, có thêm cái động lực để ra thêm những cái video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Anh em có thể qua channel thứ hai của mình là channel Mr. Thành ở đây để xem thêm những cái video mới nhất về này. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Biển ảo đã lại mở ra, có nên mua thuyền mới? Thuyền này thuyền chạy ngon ở gì nữa. Nhưng mà chúng ta lại có những cái nhiệm vụ khác. Đầu tiên là chúng ta phải triệu tập cái con quỷ bóng đêm này ra và mình sẽ bắt nó bằng mọi giá. Ok, mình chuẩn bị trước. Đầu tiên là mục lục, đầu tiên là cái gì nhỉ, đầu tiên là các cái item gì đấy, cửa tiệm này, thuyền, cái nào nhỉ? Đầu tiên là phải là cửa tiệm trước, ngồi câu, bỏ qua cá cấp 2. Con không biết cá cấp mấy luôn đấy, thật sự đấy. Rồi, mình sẽ triệu tập cái con đấy ra. Hôm qua mình đã chuẩn bị rồi mà. Hôm qua triệu tập ra này. Nếu bạn kết thúc trò chơi hoặc nếu bạn không thể bắt được con cá cho đến thời gian kết thúc thì con cá sẽ biến mất. Vãi lều nó đâu? Đây, nó đây anh em ạ, nó đây anh em ơi. Ác quỷ. Ok. Câu kiểu méo gì bây giờ đây? Oh my god. Đâu nhờ anh em? Đây. Sao nó không cắn nhỉ? Nhưng bỏ qua cấp 2 là nó sẽ không cắn đâu anh em. Chết rồi. Giấu mồi trong 9 giây. Bỏ qua cấp 2. Rồi xuống nhanh hơn. Mình sẽ cần phải câu nhanh hơn anh em. Thủy ống đêm chỉ có hơn 1 phút rồi. Chết rồi. Tại sao nó không lướt qua đấy nhỉ? Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Sao nó không ăn? Really? Ok, chúng ta hơi bị nhầm với sao ấy. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Ôi, khó công thế nhở? Mình vẫn câu được anh em ạ. Cứ từ từ câu thôi, cứ từ từ kéo vào đây thôi. Khó vãi cả. Ôi ôi, mình không xác định vị trí của con kia. Có 34 giây thôi. Khó quá anh em ạ. Nó ở trên à? Quá khó luôn. Nó tầm ở trên anh em ơi. Nó tầm ở trên này thì câu thêm nhéo được nhỉ. Quỷ bóng đêm, mình câu được con này thì đúng là đây. Không được. Khó câu thật sự luôn ạ. Khó câu thật sự đấy. Ồ. Thế để câu Megalodon là không phải chuyện dễ nha anh em. Đây này, có thể chưa ra được Megalodon nhưng mà chúng ta phải câu được cá mập trắng 5 con ở biển và tượng anh em ạ. Nó sẽ lên ra biển và tượng đi. Khó quá. Biển và tượng. Đây, tôi sẽ ra biển và tượng nha anh em. Thử một lần xem nào, xem có cái gì hot không. Cửa tiệm. Cái này chắc chắn là phải trang bị rồi. Trang bị mồi câu rồi. Không thể nào không trang bị được đâu. 58, 59, 60. Chỉ số mấy đây? Chỉ số 2, số 3, số 4 gì đó đây. Ok, và chúng ta sẽ câu con cá mập trắng. Có vẻ như khá là khó. Không phải là chuyện dễ dàng để câu cá mập trắng đâu anh em nhá. Không hề là một chuyện dễ dàng gì. Rồi, cho đến đâu đây?
Xa nhất có thể. Đến nơi xa nhất có thể mà chúng ta có thể đến. Có thể mới tới được. Có gì đây? Hải cẩu. Trên này có một con cá khác này anh em. Từ từ á. Ôi giời. Cá mập trắng là con nào nhỉ? Không có cá mập trắng. Cá mập trắng là con nào ta? Ui, thật cá voi anh em ạ, cá mập trắng. Thế nhưng cá mập trắng cũng phải là để triệu tập ra anh em, không phải đơn giản đâu. Hình như là vậy, khó lắm, cũng khó kinh khủng luôn anh em. Con hải đăng, hôn láo rồng có, học sinh bonito, vàng, cá chép vàng, đu công, manate, thẻ tư hãn và cá mập khổng lồ. Cá mập trắng là con nào nhỉ? Dường như là chưa xuất hiện bao giờ con cá mập trắng thì phải. Mình chưa từng thấy con đấy bao giờ. Ok, để mình xuống dưới xem. Và hy vọng là mình sẽ bắt được. Cái gì đây? Cá nhà tá. Ui dồi ôi, con này. Cá chép vàng này, cá chép vàng hôm qua vừa cá giá rồng nhé. Con này cá rồng. Hôm qua vừa bắt được luôn anh em ạ. Mình, đây là cá mập thường. Đây là cá mập thường nha anh em. Rồi tôi kéo lên đã. Ở dưới kia có một con đang leo chi ớt cơ. Không phải con này. Chắc chắn luôn. Cá mập gì kia? Cá mập xanh à? Ok, chúng ta sẽ lấy được một con cá cờ bên này. Cá cờ 3 sao. Chưa có cá cờ 3 sao bên này luôn. Rồi chúng ta đang kéo xuống sâu xuống dưới. Ôi trời con này. Tôi lấy con này làm cái gì đâu. Có lẽ tôi sẽ phải đến cái chỗ biển ảo. Để câu thôi. Đây có một loài cá khá là lạ. Mình quán câu con cá lạ lạ ở đây đã. Có một con. Có con này. Nó ở đâu tầm đâu nhỉ? Không phải con này, không phải con cá thu này. Cá ngừ chứ. Cá ngừ đen. Đâu nhỉ? Chúng ta sẽ lùi lại một xíu nha anh em. Chúng ta sẽ lùi lại một tí nha. Ok, chúng ta sẽ đang lùi lại và đang cố gắng câu cái có một con rất là lạ. À đây, tại sao tôi không câu con đấy nhờ? Ok, có vừa tầm lên em ạ. Rồi, em sẽ câu được thôi. Cá mú này. Nói chung để câu những cá mới là phải bỏ công sức và thời gian ra rất nhiều nha. Không hề dễ đâu. Đây, nó ở dưới này anh em. Chúng ta cần phải cho nó xuống tí nữa. Đây. Ok, con gà tây. Quá đẹp luôn, đó chính là cá mặt trời anh em ạ. Wow. Đây là cá mặt trời. Rồi đấy, chúng ta đã xong cái nhiệm vụ ở đây. Và mình sẽ tiếp tục sang cái bản đồ, đó chính là biển cổ anh em. Biển cổ sẽ mở từ 8 giờ đến 9 giờ hàng ngày. Buổi tối thì là thế, còn buổi sáng thì không biết. Buổi sáng thì mình không đi câu. Xa và để xem thế nào. Ok, chúng ta cửa. Có cửa không? Điểm xa nhất mà chúng ta có thể tiến tới ở đây. Xa nhất đây, mình sẽ ném vòng qua đây tiếp. Đó, rất xa. Rất xa luôn. Đó.
phía dưới này. Con gì đây? Đây là cá mập hổ. Mày mày mình cần. Rồi, ok. Rồi thì chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp nha. Bye.